Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý, mời quý vị cùng điểm qua. Long An nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thị trường du lịch nước ngoài đang là ưu tiên lựa chọn của nhiều du khách Việt trong dịp hè 2023. Trái đất đã vượt ngưỡng an toàn đối với con người Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023. Mục đích của kế hoạch nhằm xác định các nhiệm vụ cụ thể trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng, nhằm thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trong chính quyền số, duy trì và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh. Kế hoạch đề ra 7 chỉ tiêu cụ thể của các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa có cách làm để mang lại hiệu quả đột phá, đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến, toàn trình và tỷ lệ 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa, hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đặt ra năm 2023. Tiếp tục thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng dẫn chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Đó là mục tiêu chung của tỉnh đề ra nhằm cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Cũng trong mục tiêu chung, tỉnh xác định sẽ phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt đa dạng đa tầng hiện đại hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng hưởng, công bằng bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người lao động trên tất cả các lĩnh vực, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thiện đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội theo hướng phục vụ, chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền đợi người tham gia. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Long An luôn có những giải pháp thiết thực giúp nông dân thay đổi nhận thức từ sản xuất theo hướng truyền thống sang sản xuất hữu cơ, đạt chuẩn gáp, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng nông sản. Trong năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu tăng diện tích trồng trọt, nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận việc gáp thêm 10% so với năm 2022. Để đạt được mục tiêu này, ngành đang tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức lại sản xuất và tăng cường kết nối, xây dựng liên kết giữa các hợp tác xã doanh nghiệp để tìm đầu ra cho nông sản, đồng thời tham mưu quỹ ban nhân dân tỉnh xây dựng các dùng chuyên canh theo từng dùng, từng loại nông sản, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư. Thời gian tới, ngành tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, chủ thể sản xuất nông nghiệp nhân trọng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuẩn GAP. Đến nay, Long An đã xây dựng được hơn 2.600 hecta dùng nguyên liệu được chứng nhận Việt GAP, Global GAP và nông nghiệp hữu cơ. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều mô hình câu lạc bộ canh tác thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức cho người nông dân về sản xuất nông nghiệp thông minh trong xây dựng nông thôn mới. Câu lạc bộ canh tác thông minh được thành lập từ năm 2020 do Hội Nông dân phối hợp với Hội làm dường tỉnh, cùng với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bệnh Điền Long An thực hiện. Đến nay đã triển khai được 5 mô hình trên các đối tượng cây ăn trái và sinh vật cảnh như cây mai, chanh, thanh long, tàu viên thủ thừa, thạnh quá và thành phố Tân An. Mới đây nhất, Câu lạc bộ canh tác thông minh cũng đã có mặt tại quyền Tân Trụ và chọn xã Bình Trinh Đông làm điểm để triển khai trên cây ăn trái của địa phương. Ngày trước thì mình tập họp nông dân lại để tập quấn để nói chuyện thế này thế khác nhưng mà thông thường là những cái đó những cái chuyên đề nó mang tính cách là đứt đoạn. Còn bây giờ cái sinh hoạt tôi dùng là câu lạc bộ canh tác thông minh tức là nơi đây là một cái sân chơi được sinh hoạt thường xuyên chứ nó không phải là 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 mình làm lần là mình buông. Tham gia câu lạc bộ canh tác thông minh, nông dân không chỉ được tiếp cận với các nhà khoa học để nắm bắt công nghệ, mà còn được tư vấn nhu cầu thị trường và điều kiện thổ nhưỡng của từng dùng đất. Qua đó sẽ lựa chọn được cây trồng phù hợp và hình thức canh tác hiệu quả nhất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị lợi nhuận nông dân và hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Nhờ chủ động các giải pháp phòng cháy chữa cháy, nên những cánh rừng tràm trên địa bàn tỉnh cơ bản an toàn trong mùa khô 2023. Hiện tại, toàn tỉnh có trên 21.600 ha rừng tràm. Ngay từ đầu năm 2023, ngành nông nghiệp đã phối hợp với phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện hai đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại 15 đơn vị chủ rừng. Qua kiểm tra, hầu hết các chủ rừng đã thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng như xây dựng kế hoạch phương án phối hợp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, củng cố các tổ đội bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng quy động lực lượng phương tiện ngăn chặn kịp thời các vụ cháy rừng, phá rừng trái phép có thể xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ. Nhờ sự chủ động nên trong mùa khô 2023 này, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ cháy gây thiệt hại một hecta rừng tràm 2 năm tuổi ở xã Thuận Bình, huyện Thành Hóa. Thưa quý vị, để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn và giải quyết căn bản các điểm nóng có nguy cơ xảy ra cháy rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đề nghị các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư, khuyến cáo các tổ chức cá nhân, hộ gia đình thực hiện các hoạt động đốt rơm, rạ, vệ sinh đồng ruộng, tu sửa làm mới, đường băng cản lửa, các công trình phòng chống cháy, tuần tra canh gác kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng đồng thời tăng cường công tác kiểm tra trà soát xác định các dùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để chủ động thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy và có phương án sẵn sàng quy động lực lượng phương tiện xử lý ngay các vụ cháy rừng xảy ra không để xảy ra cháy lan cháy lớn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải cùng các quận huyện và thành phố Thủ Đức ra soát lại toàn bộ các trụ quảng cáo trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý tới trụ quảng cáo trái phép. Theo đó, 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức được yêu cầu khẩn trương phối hợp với Sở Giao thông Vận tải ra soát các trụ bản quảng cáo trái phép nằm trên hành lang đất giao thông, tiểu đảo, mảng xanh công viên. Đồng thời, khảo sát các vị trí tiềm năng thực hiện trụ bản quảng cáo phù hợp đáp ứng với các quy định góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý cấp phép tại địa phương, từ đó tạo thêm nguồn lực xã hội hóa các hoạt động của địa phương. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 979 trụ pano tuyên truyền, cổ động chính trị, an toàn giao thông kết hợp quảng cáo thương mại nằm trên hành lang đường bộ, trong đó có 591 trụ quảng cáo có trước năm 2012, hiện có kinh phí cho thuê hơn 30 tỷ đồng, nguồn thu đưa về quỹ bảo trì đường bộ của thành phố. Chương trang du lịch Blondley Planet dinh danh 8 tuyến đường sắt đẹp và đáng trải nghiệm nhất trên thế giới. Đáng chú ý, tuyến đường sắt thống nhất hay còn gọi là tuyến đường sắt Bắc Nam được xếp ở vị trí nhất Bản. Tuyến đường sắt thống nhất có chiều dài khoảng 1.730 km. Theo giới thiệu của chuyên trang Lonely Planet, tuyến đường sắt đi qua các thành phố, đồng bằng, ngắm được những cung đường gian biển đầy nghệ thuật. Hành trình hai ngày trên tuyến đường sắt thống nhất là một trong những hành trình trải nghiệm đường sắt được yêu thích nhất Đông Nam Á. Đây cũng là tuyến tàu đêm tuyệt vời trên thế giới mà du khách nên trải nghiệm. Đây không phải lần đầu tuyến đường sắt thống nhất được quốc tế chú ý. Năm 2019, trang Busnick của Nga bình chọn tuyến đường sắt Bắc Nam vào danh sách 10 tuyến đường sắt đẹp nhất thế giới. Thưa quý vị, mặc dù các địa phương và doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng nhằm thu hút du khách trải nghiệm xuyên suốt 3 tháng hè. Tuy nhiên theo ghi nhận từ các công ty lữ hành năm nay tỷ lệ khách đặt tour du lịch nước ngoài cao hơn nhiều so với tour trong nước. Anh Trang Hyojin đã quyết định chọn Nhật Bản là điểm đến cho gia đình mình trong mùa hè năm nay. Sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm rồi, đây là năm đầu tiên gia đình anh bay tới đất nước khác để nghỉ hè, thay vì trở về Hàn Quốc hoặc nghỉ dưỡng tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Giá tour đi Nhật Bản đang được chào bán với giá, giá khá rẻ, cùng nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn. Lịch trình cũng phong phú, thời tiết ở Nhật Bản lúc này cũng mát mẻ dễ chịu, nên gia đình tôi quyết định trải nghiệm tour này cho kỳ nghỉ hè năm nay. Theo một số công ty lữ hành, hiện tour trong nước gặp khó vì giá chế máy bay trong nước khá cao, trong khi giá máy bay nước ngoài có mức giá dễ chịu hơn. Thêm vào đó là nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu cũng đã được doanh nghiệp chủ động xây dựng từ trước Hai năm nay chúng ta đã đi du lịch trong nước khá nhiều rồi thì đây là thời điểm chúng ta có thể đi du lịch nước ngoài với cái mức giá rất là tốt để khách hàng tập trung của các khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc, Nhật Bản và Dubai cũng như là châu Âu. Các thị trường xa hơn như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc là lựa chọn phổ biến của phân khúc khách Việt có thu nhập cao. Trong đó, một số du khách sẵn sàng chi mạnh tay để nâng cấp các dịch vụ trong chương trình tour như dịch vụ vận chuyển máy bay thương gia, dịch vụ lưu trú khách sạn cao cấp 4 sao đến 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế dịch vụ tham quan tại điểm đến. Chúng tôi cũng xây dựng ba cái nhóm sản phẩm là dành cho nhóm khách mà đi trải nghiệm khu vực từ Đông Bắc Á trở lên. Thì như vậy thì có 16 chương trình tour theo cái chủ đề là từ Á đến Âu, đi đâu cũng mát. Chúng tôi tập trung vào yếu tố mát để làm sao du khách có thể trải nghiệm những điểm đến mà hấp dẫn mà có cái khí hậu mà ôn hòa, mát mẻ để phục vụ du khách. Nếu như năm ngoái là năm bùng nổ của du lịch nội địa thì năm nay thị trường du lịch nước ngoài đang là ưu tiên lựa chọn của nhiều du khách Việt, để du lịch trong nước không mất lợi thế cần có sự liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch và cao hơn là chính sách hỗ trợ cho ngành du lịch để có chương trình kích cầu quy mô đủ lớn, đủ hấp dẫn. Nhóm các nhà khoa học hàng đầu thế giới tại Anh mới đây cảnh báo trái đất đã vượt qua ngưỡng giới hạn an toàn đối với con người do nhiệt độ tăng, hệ thống nước bị gián đoạn và môi trường sống tự nhiên bị phá hủy. Nghiên cứu xác định các hoạt động của con người đã khiến 7 trên 8 ranh giới trong hệ thống trái đất vượt quá giới hạn an toàn và đúng mức, đe dọa sức khỏe hành tinh và con người. 8 ranh giới trong hệ thống trái đất được hình thành từ các quá trình phụ thuộc lẫn nhau để giữ cho hành tinh ổn định, gồm khí hậu, đa dạng sinh học, nước, hệ sinh thái tự nhiên, sử dụng đất và tác động của phân bón và phun thuốc trừ sâu. Những hệ lụy từ môi trường như hiện nay là kết quả tác động con người đối với thiên nhiên từ vài thập kỷ trước. Nếu kéo dài thêm nữa thì trái đất sẽ không còn là nơi an toàn. Sự nóng lên tổng thể do sự gia tăng khí nhà kính hiện lớn hơn rất nhiều so với sự thay đổi nhiệt độ trung bình toàn cầu. Với diễn biến như hiện nay, con người sẽ phải chịu những thiệt hại đáng kể. Các thiệt hại này bao gồm việc tiếp cận không đầy đủ với nguồn nước sạch, an ninh lương thực không được đảm bảo và mất việc làm hoặc phải di dời do nhiệt độ tăng và lũ lụt. Phó Tổng Giám đốc điều hành thứ nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế bà Gita Gopinath nhấn mạnh các nước cần thiết lập cơ chế định giá carbon để có nguồn thu tài trợ quá trình chuyển sang năng lượng tái tạo. Bà Gita Gobinat nêu rõ, các cuộc tranh luận về chuyển dịch năng lượng hiện nay thường tập trung vào những biện pháp trợ cấp thay vì xác định giá khí thải. Bà cho rằng trợ cấp không thể thay thế các chính sách thuế carbon, vì vậy các nước cần có cơ chế định giá carbon bất chấp những tranh cãi chính trị trong vấn đề này. Theo bà Gobinat, nguồn thu ngân sách từ việc định giá carbon sẽ hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp hướng tới chuyển dịch năng lượng, giảm nợ, cũng như kết nối hiệu quả đầu tư và các sáng kiến năng lượng. Bà Gobinat cũng đánh giá cao những nỗ lực vừa qua của Liên minh Châu Âu khi đã thông qua nhiều biện pháp nhằm giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trong đó có việc áp dụng thuế carbon. Bên cạnh đó, bà kêu gọi thế giới cần tránh rơi vào cuộc đua trợ cấp giá, nguy cơ dẫn đến các khoản trợ cấp tốn kém và không cần thiết. Theo kết quả một cuộc khảo sát mới công bố, gần 3.500 mặt hàng thực phẩm tại Nhật Bản sẽ tăng giá trong tháng 6 này, trong đó có những mặt hàng tăng hơn 5 lần so với giá niêm yết hồi tháng trước. Theo kết quả cuộc khảo sát do công ty Tekuku Databank tiến hành với 195 nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống chủ yếu tại Nhật Bản, gần 1.700 sản phẩm gia vị và hơn 1.600 mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn sẽ tăng giá trong tháng 6 này. Đây cũng là lần đầu tiên các sản phẩm gia vị dược giá của các loại thực phẩm chế biến trở thành mặt hàng có số lượng sản phẩm tăng giá nhiều nhất. Nguyên nhân do giá của một số loại cá được sử dụng là nguyên liệu đã tăng cao sau khi sản lượng giảm mạnh. Đối với mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn thì mì ăn liền tăng giá nhiều nhất. Theo công ty Teikoku Databank, trong bối cảnh giá lúa mì nhập khẩu, sữa tươi và giá điện tăng lên, dự kiến sẽ có nhiều mặt hàng tại Nhật Bản tiếp tục tăng giá trong tháng 7 tới. Số lượng các mặt hàng tăng giá tính từ đầu năm đến tháng 7 năm 2023 có thể đạt 30.000 sản phẩm, vượt qua con số của cả năm ngoái. Việc hàng hóa tăng giá được dự báo sẽ trở thành yếu tố cản trở tâm lý chi tiêu hộ gia đình, khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu nhằm cân đối tài chính. Tháng 8 năm 2022, cô Sandra Super bay từ Manchester, Vương quốc Anh về Queenstown, New Zealand mệt mỏi sau chuyến bay dài. Thế nhưng khi xuống sân bay, cô Sandra còn trải qua cơn ác mộng của những người di chuyển, đó là bị thất lạc hành lý. Điều mà cô Sandra dứng bận nhất là trong số hành lý đó có những bức ảnh chụp với người cha đã mất. Hành trình tìm hành lý của cô Sandra kéo dài hàng tháng trời và cô may mắn tìm thấy hành lý của mình tại một trung tâm chuyên bán lại hành lý thất lạc không có người nhận. Cô Sandra là một trong hàng triệu người gặp phải tình trạng mất hành lý tăng cao trong năm qua trên khắp thế giới. Theo Sita, công ty Thụy Sĩ cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho nhiều khách hàng trong ngành vận tải hàng không, thì trong năm 2022 có đến 26 triệu hành lý bị thất lạc. Châu Âu là khu vực có tỷ lệ thất lạc hoặc hư hại hành lý cao nhất thế giới, với 15,7 kiện trên 1.000 hành khách, tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Nguyên nhân của tình trạng thất lạc hành lý là do du lịch bùng nổ sau đại dịch COVID-19, trong khi lĩnh vực hàng không lại thiếu nhân lực trầm trọng bản tin thời sự sáng của đài phát thanh và truyền hình long an đến đây là hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại